gì đâu mà con trai nhút nhát quá trời ở đất luôn. Nhút đâu mà nhút, nhút lúc nói thôi chứ kêu hùng không, hùng cái chóc liền kìa. Ở công ty mọi người thường gọi em là mập hoàn hảo. Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá mà thua em được con trai vô gì. Được rồi, và bây giờ thì cặp đôi đầu tiên đã thành công, chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nam. Hỏi đi. Mời bạn nữ. Ai nói trước? Ai muốn nói trước? Trời ơi, trời. Thôi khỏi dành, cho mình nói trước luôn á. Đi rồi. Chào anh Nguyên Linh, chào mọi người trong khán phòng. Chào chị Cát Tường và bạn kế bên. Chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Nam, 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bây giờ ngồi ngoài cũng rung đúng không? Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá mà thua em được con trai vô gì. À, ngồi đi. Cũng gây ấn tượng rồi đấy. Được, được. Rồi giới thiệu chút xíu về mình đi, mình đang làm công việc gì? Rồi. Em đang làm nhân viên nghiên cứu thị trường. Rồi, bây giờ để nghe bạn gái giới thiệu cái đó nha. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào bạn. Quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Chơi gì? Dạ em xin lỗi, bạn cùng tham gia. Em tên là Lương Quỳnh Ngọc Diễm, hiện là nhân viên kinh doanh về phụ gia hóa chất thực phẩm. Dạ, thì ngoài cái tên Diễm ra thì ở công ty mọi người thường gọi em là Mập Hoàn Hảo. Mập Hoàn Hảo hả? Dạ. Tại sao lại gọi bằng cái tên đó? Dạ, tại vì do là em cũng hơi tròn. Mọi người ưa ghẹo em là tại sao mà tới giờ vẫn chưa có bồ. Cho nên là em mới nói với mọi người là do là em hoàn hảo quá cho nên là khó mà tìm được một nửa còn lại. Thế là kết hợp giữa mập với lại cái sự hoàn hảo đó của em và gọi là Mập Hoàn Hảo. Hay. Mập Hoàn Hảo quê ở đâu? Em quê ở Long An. Thế mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em trải qua một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Chia tay chắc khoảng 5 năm rồi ạ. Nhưng mà sau 5 năm vừa rồi mình cũng ổn định công việc rồi, mình cũng chưa tìm được người nào khác. Dạ một phần thì em cũng muốn tập trung cho công việc của mình nó ổn định. Tính em thường là gọi là bị già trước tuổi. Muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ hiện tại thì nếu như mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Hơn Nam trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì gấp 3 bạn nữ. Chắc em 3 mối tình. 3 mối tình mà nhưng mà thời học sinh là một mối tình. Mối tình gần nhất đây là? Tình cuối á. Tình cuối là quen nhau được 4 năm rồi chia tay. Bạn ấy ghen quá rồi em đi lính. Đi bộ đội ha. Dạ. Hồi nãy bạn trai nói là chia tay tại bạn gái nữ là hay ghen. Em hỏi bạn trai thử coi là ảnh làm gì mà người ta ghen. Bộ anh lăng nhăng lắm hay sao mà người ta lại ghen vậy? Cũng không có lăng nhăng nhưng mà vui vẻ với bạn gái bạn đồ mình đi chung hòa đồng mình gác dai đồ nhau mà bạn gái cũng gác lại mình cái về về sao? Cái bạn nữ không chịu. Chứ gì không chịu đúng rồi. Như em chịu không? Gác dai luôn hả? Bây giờ thân nhau vậy. Thân vậy. Rồi đi chơi chung với bạn trai mà ôm nhau nói anh BD hay sao mà cứ nhưng mình có BD không? Mà anh trai phải mạnh mẽ. Không, đâu BD chỉnh men. Bạn trai phải mạnh mẽ. Bạn gái có ghen không bạn gái? Em thì cũng tính thì cũng tùy lúc, tính em là không thích cái gì á là mình sẽ thể hiện ra ngay trước mặt luôn. Là mặt em sẽ sụ xuống xong rồi xong rồi là không thèm nói năng gì hết trơn á. Có nhiều người quá thì em sẽ không có làm mất mặt người đối diện đâu, nhưng mà khi mà về nhà thì có thể là em sẽ hét lên hoặc là em không hét được thì em sẽ đập bàn chẳng hạn. Thôi đừng đập bàn, đập ảnh á. Dạ. Đồ hét thử nghe thử cỡ nào. Vậy cũng đâu có gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn trai thế nào, diễn tả coi coi giống về đàn trai không? Cao hơn em, to hơn em. Cao hơn em, to hơn em. Rồi gì nữa? Khuôn mặt có hậu. Có hậu. Mặt rộng á. Mặt rộng hả? Mặt rộng là sao? Mặt mâm. Mặt mâm. Mâm hả? Mặt anh cà bá luôn em. Em có một cái hình tượng nào có thể diễn tả cụ thể không? Dạ anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh và anh Xuân Bắc. Lên Xuân Bắc ha. Dạ, tính tình vui vẻ rồi, lối sống đơn giản. Được mà bạn ở đây rất là vui tính. Đạt chuẩn không? Đạt chuẩn không? Được không? Dạ, em thấy là tính là thấy hợp, rất là hợp rồi. Coi mặt có mâm không? Chết rồi, cái mặt này hơi bị ốm. Không có rộng, mặt không có rộng. Tướng không có mập. Nhưng mà người ta chắc.
Rồi bây giờ nè, nếu mà được thì bao nhiêu lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Dạ, mẹ thì cũng kêu cưới vợ hoài. Hồi đó mẹ nói mày ráng học rồi, học cho tao 30 tuổi tao mới cưới vợ mày. Bây giờ 28 rồi. Giờ mới 28 tuổi, hối quá trời. Nói mẹ, mẹ nói sao giờ mẹ hối quá trời. Tại nhà ba người trai mà chỉ có chưa có ai có gia đình. Mẹ hối quá trời mà mình có muốn chưa? Dạ cũng cũng muốn. Mẹ có dặn kiếm vợ sao không? Mẹ nói con chịu sao là mẹ chịu vậy. Mà em muốn sao? Nói chung thì hợp với tính em, ngoại hình thì cao ráo là được. Rồi hôm nay mình có đi với người thân nào không? Đi với em trai ruột, em Út. Em ruột á hả? Dạ. Trai vậy là đoán anh trai sao rồi đó. Trời ơi, nói gì chết em. Chào em. Thấy chị con gái của mình kia có hợp dạ, chào anh không? Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả. Thấy chị cũng dễ thương, tròn tròn. Anh em có thích tròn không? Đúng gu luôn. Đúng gu hả? Anh em có tật xấu gì không? À, tốt hết nhưng mà được cái nóng tính. Em thấy chị gái này là hợp với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng 90. Ghê vậy, 90. Rồi, cảm ơn em. Mình có đi với bạn ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có một chị đồng nghiệp với em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, thì thấy bạn trai cũng khá là vui vẻ. Nói chung là tính cách thì có vẻ sôi nổi, phù hợp với Diễm. Rồi, cảm ơn bạn. Bây rồi. Giờ đó nãy là giờ chuẩn bị kéo màn lên, mình có tiết mục nào biểu diễn gây ấn tượng không? Không? Em cũng hát hò gây trò rồi nhưng mà người lạ nó cũng hơi rung. Không có rung, lạ rung đâu, hát luôn. Cứ lạ sao quen. Bài gì cũng được. Hát hai câu vòng cổ. Rồi ok, rồi, được luôn rồi. Kéo màn lên là hát liền nha. 2, 3, kéo màn. Lấy hơi đi, lấy hơi đi. Bắt đầu. Em yêu. Em có biết không anh thương em, nhớ em nhiều lắm. Đêm trắng thâu đêm giấc ngủ không tròn. Em tránh xa anh cũng do bởi kiếm tiền. Anh dẫu biết phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà không cửa không tiền không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Trời ơi. Ấn tượng không em? Dạ em thấy cũng ấn tượng nữa đó. Thích không? Thích không? Em có cái gì để đáp trả lại ảnh không? Dạ không. Anh à, quên. Lo hát quá. Dạ, tại anh kêu lại là hát liền rồi đâu có. Anh kêu gì làm nấy vậy hả? Dễ thương mà. Hiện tại thì là anh đang làm việc ở đây luôn. Đúng. Dạ. Là mình làm ở quận mấy à? Làm ở quận 3 nhưng mà đi khảo sát nhiều khi có đi tỉnh. À. Thường công việc của bên em thì cũng đi rất là nhiều. Đi như vậy thì có khi là đến một tuần thì anh có quan trọng cái việc mà đi như vậy không ạ? À? Đó là công việc mình phải chịu thôi chứ đâu có ai trách móc gì được chuyện đó. Dạ. Hỏi có làm dâu. À, nếu như mà tiến tới hôn nhân thì em có phải về làm dâu hoặc là ba mẹ thì phải chăm nom, nói chung cuối tuần rồi về à, cuối tuần về thì ok, tại tuần nào em cũng về. Em có ngại gia đình bạn trai quá đông anh em không? Hiện tại thì em cũng có hơi chút lo lắng. 7 người nam hết luôn anh. 3 người trai, 4 người chị gái, anh là lớn nhất. Dạ. Còn 2 em trai lập gia đình hết chưa? Dạ. Nhà mình lập gia đình. Mấy chị đều lập gia đình hết rồi, chỉ còn 3 người trai là chưa có gia đình. Dạ. Bây giờ mẹ mới hối thúc là anh trai nữa. Hỏi anh chuẩn bị gì chưa? À, nếu như mà quen nhau thì anh nghĩ là bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Hồi nãy em nói 2 năm nhưng mà thì anh thì nếu mà phù hợp thì cưới thôi chứ nói chung cũng không xác định. Cưới sớm tốt không có gì. Tỏ tình với nhau cái gì đó thật là lãng mạn đi để mình quyết định là có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chung thấy anh thấy em thì cũng thật thà, thấy tính cũng vui tính, em thấy anh có phù hợp với em. Em thấy anh cũng vui nhưng mà em chưa có cảm nhận được nhiều lắm theo như là cái mà em suy nghĩ. Cái mà em suy nghĩ là cái gì? Về cái mức độ có thể gọi là hòa hợp với em. Thật sự là lên chương trình là em rất là nghiêm túc, cho nên là em bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng. Được thì em nói được, còn không thì em nói không. Có thể là em không bấm nút ngày hôm nay, nhưng mà hy vọng là anh sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với mình hơn. Còn riêng em thì em chưa cảm nhận được nhiều ở anh. Em xin lỗi. Rồi, hết thời gian.
mình cứ tỏ rõ quan điểm của mình các bạn, không vấn đề gì cả. Phút 89 vẫn còn có thể thay đổi. Suy nghĩ hãy nhắm mắt nha. Thật kỹ, nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều gì xảy ra và đi đến quyết định các bạn nhé. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn muốn bấm đấy chứ, đúng không? Đúng rồi, nếu mà em thì em suy nghĩ nếu mà mình nhiều khi mình nói chuyện vài phút vậy mình đâu có thể hiểu đâu được nhiều đâu. Nhưng sao mình không thể hiện quan điểm của mình là bấm nút? Nhưng mà bạn đã nói mà bạn đã nhường cơ hội thì em phải ra lăng là em nhường là cơ hội lại cho bạn lại tìm người mới chứ em bấm thì em cũng giành luôn. Đâu có sao, mình mặc dù bạn không bấm nhưng mình vẫn cứ bấm đúng thức như những gì mình suy nghĩ. Thôi, được rồi. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã hỗ trợ cũng như là tư vấn cho em rất là nhiều. Nhưng mà chắc là duyên chưa tới thôi thì mình ráng mình đợi thêm một thời gian nữa. Rồi, chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Ê, biết làm sao được. Mỗi người sẽ tỏ rõ quan điểm của mình. Tôi nghĩ thằng chàng trai rất muốn bấm nút. Nhưng mà có thể là cái cách ảnh thể hiện ra bên ngoài chưa đủ để thuyết phục cô gái. Đúng vậy. Chưa làm cho một cái... chàng trai cũng rất chân thật cũng... Chứ cái đoạn đầu mà lúc hát là thấy cô này cổ cũng được rồi. Nhưng mà khi sau cái đoạn hát đó, khi mà trao đổi đó thì có những cái quan điểm ảnh chưa đồng quan điểm, chưa chạm được đến trái tim mà chưa thuyết phục được đối phương của mình. Bấm nút. Còn một chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB thì giá 1 triệu đồng, chúng tôi sẽ trao cho khán giả nào trả lời đúng câu hỏi chúng tôi. Và câu hỏi thứ nhất chính là bạn nam ở cặp đôi thứ hai quê ở đâu? A. Tây Ninh, B. Vĩnh Long và C. Ninh Thuận. Câu hỏi thứ hai là có bao nhiêu người trả lời đúng với câu hỏi thứ nhất? Thưa quý vị, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay có một cặp đôi bấm nút và cặp đôi không bấm nút. Dù sao nữa thì chúng ta cũng mong muốn cặp đôi thứ hai sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình càng sớm càng tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Xoan Bách Phục và giảm dị ứng bớt phim Xoan đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng Love TV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.